Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình cung cấp những thông tin thiết thực và hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong thời gian gần đây, một trong những câu chuyện nông nghiệp thu hút sự quan tâm nhiều nhất của người dân trong cả nước đó chắc chắn là sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi. Đúng là như vậy, không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mà dịch tả heo châu Phi còn gây nhiều lo lắng cho cả cộng đồng. Vâng, chính vì vậy trong chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay, bên cạnh những thông tin rất đáng chú ý từ nông nghiệp Lâm Đồng thì chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng để đề cập đến những vấn đề xung quanh dịch tả heo châu Phi, từ việc hỗ trợ cho bà con chăn nuôi đến những khó khăn trong công tác ngăn chặn dịch lây lan. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi phần điểm qua nội dung chính. Diện tích canh tác nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn còn khiêm tốn. Lưu ý thủ tục nhận hỗ trợ heo bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi. Chuyên mục con số hôm nay dự báo sản lượng thịt heo Việt Nam năm 2019 giảm ít nhất 10%. Chuyện nhà nông đã tẻ khởi sắc từ nông thôn mới. Mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay, như thường lệ sẽ tiếp tục một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Để chủ động ứng phó trong mùa mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí sửa chữa cấp bách 4 công trình thủy lợi bị hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn cao năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với kinh phí đề xuất là 69,1 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng. Theo phản ánh của nhiều địa phương, đơn vị quản lý, phần lớn các hồ đập trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng đã lâu, do hạn chế về kỹ thuật và vốn đầu tư nên các hạng mục của hồ đập không được đầu tư xây dựng đồng bộ, kiên cố. Qua thời gian sử dụng lâu dài, nhiều công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố. Bằng các nguồn vốn khác nhau, tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn đập cho hàng chục hồ đập. Thưa quý vị, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 210 hectare canh tác nông nghiệp hữu cơ, bao gồm trên 120 hectare chè, còn lại là những diện tích canh tác rau được chứng nhận hữu cơ với sản lượng trên 3.310 tấn rau hữu cơ mỗi năm. Sản xuất hữu cơ là hình thức canh tác gần như hoàn toàn loại bỏ việc sử dụng phân bón vô cơ, thuốc trừ sâu, các chất điều tiết tăng trưởng cây trồng. Vì thế, giá thành sản phẩm khi tiêu thụ ngoài thị trường tương đối cao. Đây là nguyên nhân chính làm cho diện tích canh tác nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện còn khá khiêm tốn. Để giúp các doanh nghiệp và nông hộ sản xuất đơn lẻ tăng cường phát triển những diện tích nông nghiệp hữu cơ hoặc theo hướng hữu cơ, nhiều giải pháp tác động đã được triển khai. Cụ thể nhất là trong năm nay, thông qua Chi cục Đo lường và Chất lượng tỉnh Lâm Đồng, 6 doanh nghiệp thuộc nhóm sản xuất chè, cà phê, rau quả và mắc-ca được hỗ trợ áp dụng triển khai sản xuất hữu cơ organic. Mỗi doanh nghiệp nói trên khi triển khai sản xuất hữu cơ được nhận chứng nhận sẽ được ngân sách hỗ trợ 60 triệu đồng mỗi chứng nhận. Xin được chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch phát triển chăn nuôi đàn gia cầm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, các địa phương trong tỉnh đang tập trung chuyển đổi mô hình chăn nuôi gia cầm, thủy cầm từ mô hình hộ gia đình phân tán nhỏ lẻ sang quy mô trang trại, công nghiệp đạt trên 45% tổng đàn. Không khuyến khích phát triển đàn thủy cầm, ưu tiên phát triển đàn gà chuyên trấn giống Isarau, Legon, gà Ai Cập, đàn gà chuyên thịt giống Hoppa, Tam Hoàng, Lương Phượng. Tốc độ tăng đàn bình quân khoảng 7% một năm. Ưu tiên phát triển đàn chăn nuôi gia cầm tập trung tại 71 xã của các huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Đam Rông, Đất Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Đà Oai, Đà Tẻ, Cát Tiên. Đối với gà lông màu quy mô nhỏ, thực hiện tại tất cả các xã, phường, thị trấn còn lại, trừ thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, nâng cấp và đầu tư từ 3 đến 4 cơ sở sản xuất giống gia cầm, 2 đến 3 lò ấp trứng gia cầm trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc. Với những giải pháp nói trên, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến hết năm 2020, tổng đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt 6,5 đến 7 triệu con, sản lượng thịt đạt 15.000 đến 16.000 tấn và 250 đến 280 triệu quả trứng. Liên tục chương trình, cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tả heo từ heo nuôi thả rông. Lưu ý thủ tục nhận hỗ trợ heo bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi. Chuyện nhà nông đã tẻ khởi sắc từ nông thôn mới. Xin
xin được chuyển đến những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Và sau đây là câu chuyện nóng về tình hình dịch tả heo châu Phi. Tại tỉnh Bình Phước, dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp khi tính đến chiều ngày 2 tháng 6, tỉnh Bình Phước đã có 87 ổ dịch xảy ra tại 4 huyện thị xã với số lượng phải tiêu hủy lên đến hàng ngàn con heo. Trong đó, xã Long Hà, huyện Phú Riềng là trung tâm của điểm dịch tả heo châu Phi. Tại đây đã xảy ra hơn 40 ổ dịch, chiếm 50% tổng số hộ nuôi heo của tỉnh trong thời gian vừa qua. Xã Long Hà, nơi bùng phát 44 ổ dịch tả heo châu Phi, nguyên nhân bùng phát trên diện rộng có thể là do heo thả rông đã làm lan truyền mầm bệnh. Thôn Bù Ca 2 có 100% người dân đồng bào dân tộc sinh sống. Bà con có thói quen nuôi heo thả rông. Khi mới xảy ra dịch bệnh, nhiều hộ dân không cho lực lượng chức năng tiêu hủy. Phải sau nhiều nỗ lực vận động, người dân mới chịu để lực lượng chức năng vây bắt đàn heo này. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5 vừa qua, dịch bệnh đã bùng phát tới 44 điểm trong xã. Nuôi thả tự nhiên vậy. Mình người dân tộc nó thả về bắt đầu. Cái tập quán là thả rông. Thả rông mỗi khi tới thả rông là không có chuồng trại, không có nơi quy định. Nên là nuôi bao nhiêu con, nhà nào bao nhiêu, nhà đó sẽ biết nuôi bấy nhiêu. Mà tới cái dịp dịch này, công tác để vận động là bắt vào chuồng thì cũng khó bắt. Vì lý do là nó quen, cái thả rông nó quen rồi. Theo quy định, trong vòng 24 giờ nếu phát hiện dịch, cần phải tiêu hủy hết đàn heo tại ổ dịch. Tuy nhiên, tại thôn Bù Ca 2 vẫn còn khoảng 500 con heo thả rông. Khi bị vây bắt thì bỏ chạy vào nương rẫy. Hiện mỗi ngày tại thôn Bù Ca 2 vẫn có heo chết dịch. Công tác dập dịch tại đây đang gặp nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy không chỉ tại thôn Bù Ca 2 ở tỉnh Bình Phước mới có tình trạng nuôi heo thả rông. Tại nhiều địa phương trong cả nước, ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đều có heo thả rông. Do đó, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng là vô cùng lớn, gây khó khăn cho công tác dập dịch và phòng chống dịch. Và để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bên cạnh xử lý tiêu hủy triệt để heo bị bệnh, thì các ngành chức năng và địa phương cũng đã nhanh chóng làm biên bản thủ tục tiêu hủy heo để người chăn nuôi sớm nhận được tiền hỗ trợ theo quy định. Đây được coi là một trong những chính sách quan trọng giúp người dân chung tay phòng chống dịch bệnh hiệu quả, ghi nhận về thủ tục chuẩn bị để giúp người dân bị thiệt hại thuận lợi nhận tiền hỗ trợ tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, địa phương đầu tiên bị nhiễm dịch tả heo châu Phi của tỉnh Đồng Tháp. Ngay khi 4 hộ đầu tiên của xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng có heo dương tính với dịch tả heo châu Phi buộc phải tiêu hủy, lực lượng chức năng của xã cũng đã lập biên bản về xử lý heo để làm căn cứ hỗ trợ cho các hộ dân. Theo đó, trước khi heo bị tiêu hủy, lực lượng chức năng của xã sẽ cùng với gia đình kiểm đếm số lượng và cân heo để lập biên bản. Cũng làm thủ tục là lấy giấy chứng minh, rồi lấy hộ khẩu này kia, ghi tất cả bên thú y khảo sát chuồng trại, đem heo lên căn, rồi biết tỏ gói cả số ký rồi chuyển lên xe đi. Hỗ trợ cho cái giá này thì cũng thấy cũng đặng được, với tiền nếu mà heo trắng là tiền thức ăn nó nhiều lắm. Trong biên bản tiêu hủy có thông tin về lứa tuổi, trọng lượng heo để làm căn cứ thanh toán tiền cho người dân. Hiện mức hỗ trợ chung là 38.000 đồng mỗi ký. Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, địa phương cũng đã thành lập hội đồng kiểm tra tiêu hủy heo với sự phối hợp của các cấp ngành liên quan. Thưa bà con, có thể thấy, đến thời điểm này, dịch tả heo châu Phi đã khiến cho tổng đàn heo của cả nước giảm và sức mua mặt hàng này cũng giảm rõ rệt. Theo tâm lý, thì người tiêu dùng sẽ chuyển hướng sang tiêu thụ các thực phẩm khác, thay thế như là thịt bò, gà hoặc là cá. Tuy nhiên, thì hiện đầu ra của gà và trứng gà lại đang đứng ở mức thấp. Nhiều hộ chăn nuôi cả heo và gà đang chịu thiệt hại kép, ghi nhận tại huyện Ba Vì, vừa chăn nuôi chính của thành phố Hà Nội. Có đàn heo bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi, giờ đến đàn gà 500 con, chăn nuôi đã được hơn 6 tháng nhưng vẫn chưa có tiểu thương đến mua. Bà Sang nhẩm tính, nếu thời gian tới giá gà vẫn giữ ở mức thấp như hiện nay thì gia đình sẽ lỗ khoảng 15 triệu đồng. Bây giờ giá thị trường gà chọn mới được chưa được 65 và gà sau được gà loại còn có 50. Quá là lỗ, lợn thì dịch mà gà thì rẻ, người dân quá khó khăn, không biết là làm thế nào để cho nó vực được kinh tế lên. Thực tế thì giá gà và trứng gia cầm đã xuống mức thấp từ sau Tết Nguyên Đán, nhưng theo đánh giá của Cục Chăn nuôi, tình hình hiện nay chỉ mang tính cục bộ địa phương. Dự báo nhu cầu tiêu thụ gia cầm sẽ tăng và không loại trừ giá cả cũng tăng trở lại vào dịp cuối năm. Trước ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi, nhiều địa phương hiện nay đang chuyển hướng sang chăn nuôi gia cầm và gia súc ăn cỏ. Như vậy, chỉ sau 3 tháng nữa, đàn gia cầm ở nhiều địa phương sẽ tăng đáng kể. Để ổn định về đầu ra, thì ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã và đang khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi theo chuỗi, hướng đến xuất khẩu. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con cùng đến với chuyên mục Con số hôm nay. Dự báo sản lượng thịt heo Việt Nam năm 2019 giảm ít nhất là 10%. Tính đến ngày 3 tháng 6, thì dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 52 tỉnh, thành phố. Dịch bệnh có thể sẽ tiếp tục lan tới các vùng chưa xuất hiện bệnh và trở nên ngày càng phức tạp.
Tại nhiều địa phương đang diễn ra các trường hợp tái dịch và có thể dịch tả heo cũng sẽ lan tới các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn tập trung. Theo nhận định của Rabobank Hà Lan, ngân hàng chuyên phục vụ cho nông nghiệp, ngành chăn nuôi heo của Việt Nam đang phải chịu sức ép suy giảm năm thứ ba liên tiếp do dịch tả heo. Trong báo cáo quý 2 năm 2019 cho ngành thịt heo, Rabobank dự báo sản lượng thịt heo Việt Nam năm 2019 giảm ít nhất là 10%. Mặc dù chính phủ đã nỗ lực kiềm chế dịch bệnh, các ổ dịch mới vẫn liên tục được phát hiện. Rabobank cho rằng suy giảm sản xuất sẽ dẫn tới suy giảm 7% tiêu dùng thịt heo trên đầu người của Việt Nam. Để bù đắp thiếu hụt nguồn cung thịt heo, nhập khẩu thịt heo Việt Nam dự báo tăng lên trong năm 2019. Rabobank cũng nhấn mạnh nhập khẩu thịt gà đã tăng 123% trong năm 2018 và dự báo mức tăng trưởng nhập khẩu năm 2019 vẫn duy trì ở mức cao. Nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông. Tại huyện Đạ Tẻ, một huyện vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Địa phương xây dựng nông thôn mới từ một xuất phát điểm thấp, đòi hỏi sự nỗ lực gấp nhiều lần của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Và sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, Đạ Tẻ đã là huyện thứ 3 trong toàn tỉnh, có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới với những khởi sắc trên từng thôn bản. Mục đích lớn nhất của chương trình xây dựng nông thôn mới là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân bằng cách nâng cao thu nhập và nâng cao đời sống. Điều này đã được thể hiện rõ trên những diện tích chuyên canh hàng hóa tập trung tại huyện Đạ Tẻ. Hiện nay, huyện đã có 600 hectare lúa công nghệ cao, 3.500 hectare cao su, 1.200 hectare cây ăn quả và nhiều nông sản địa phương được cấp giấy chứng nhận Global Gap, Việt Gap. Sản xuất hàng hóa tập trung bằng những loại cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường đã mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định cho nhiều nông hộ, trong đó có nhiều sản phẩm được bao tiêu đầu ra. Cây sầu riêng thì nếu mà mình trồng thì hiệu quả rất cao, phải nói là tương đối cao so với tất cả các loại cây. Của mình đây là có 3 sào thôi nhưng mà năm ngoái mình thu vào khoảng 470 triệu, nó gần 10 tấn. Năm 2010, Đạ Tẻ bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn của một huyện có điều kiện khí hậu phức tạp, đất đai manh mún. 5 xã thuộc diện khó khăn, bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,3 tiêu chí. Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến năm 2015, huyện có 3 xã là An Nhơn, Đạ Kho, Hà Đông đạt chuẩn nông thôn mới. Và đến nay đã có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bê tông hóa, cứng hóa hơn 277 km đường giao thông, đạt 81,2%. Nếu năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của huyện chưa đến 11 triệu đồng, thì đến tháng 5 năm 2019 ước đạt 41,5 triệu đồng. Niềm vui nông thôn mới hiện rõ trên từng gương mặt người dân nông thôn Đạ Tẻ với một sự đồng lòng, quyết tâm cao. Đây chính là cơ sở để Đạ Tẻ đạt được những thành tựu đáng kể. Người tạo ra một cái sự đồng thuận trong nhân dân và tôi cho rằng đây là yếu tố quan trọng hàng đầu. Xây dựng nông thôn mới mà dân không có thực lực thì cũng không làm được. Những cái mà phải là phục vụ cho cái đời sống nhân dân, phục vụ cho cái việc sản xuất. Mà khi người dân có thực lực, có của ăn của để thì người ta mới bỏ ra để mà xây dựng những cái công trình công cộng được. Không chỉ phát triển về kinh tế, nông thôn mới ở Đạ Tẻ đã nâng cao cả về đời sống tinh thần của người dân nông thôn với việc đảm bảo an ninh chính trị, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, yên bình. Bên cạnh đó, các quy định về tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới chính là cơ sở để cả xã hội vào cuộc chung tay chăm lo cho công tác trồng người, đào tạo nhân lực. Mình cũng không cho phép là thỏa mãn về những cái kết quả đấy. Mà từ chỗ đó thì đặt cho mình một cái nhiệm vụ là phải nỗ lực. Một vài năm sau nó phải là có những cái sự phát triển vượt xa hơn so với hiện tại bây giờ. Nhưng mà cái mà tôi vẫn băn khoăn và lo lắng nhất đó là cái giao thông. Bởi vì giao thông luôn luôn xác định là cái huyết mạch phát triển sản xuất cũng như là vấn đề đời sống của nhân dân. Chính vì vậy cho nên mà với cái sự nỗ lực cố gắng của nhân dân thì tỉnh cũng nên có những cái quan tâm để mà hỗ trợ thêm. Khi mà được những cái tác động như vậy của tỉnh thì tôi nghĩ rằng là người dân sẽ tiếp tục có những cái niềm tin mới hơn, rồi sự tin tưởng nhiều hơn, rồi phấn khởi hơn thì chắc chắn người ta sẽ nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới tại Lâm Đồng nói chung và Đạ Tẻ nói riêng, thành công lớn nhất là những biến chuyển về nhận thức và nâng cao mức sống của người dân. Nhiều địa phương đã chủ động coi xây dựng nông thôn mới là cơ hội bứt phá toàn diện trong nông thôn. Thưa quý bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thiên Phước và Kim Quý xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.